Tiếp theo chương trình thì xin mời tất cả quý vị hướng mắt về sân khấu xem một giọng hát, một danh hài đã từng biểu diễn rất là nhiều trên sân khấu lớn nhỏ. Danh hài Dũng Nhi, xin mời anh. Hai đứa nó nói là giọng hát. Bây giờ xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho một danh hài rất là đa tài, vì vừa là diễn viên điện ảnh, thực hiện tất cả các game show. Đó, quý vị cho danh hài Dũng Nhí một tràng vỗ tay thật to, thật giòn quý vị ơi. Dạ, Dũng Nhí xin trân trọng kính chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay cũng được sự gieo duyên của Văn Cường, guitar cổ, cũng là trưởng ban nhạc. Hôm nay Dũng Nhí mới đây có dịp dự ngày cúng cơm của mẹ, của năm thứ hai của mẹ của Lâm. Xin kính chúc cho tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc hôm nay vạn sự như ý. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, tiếp theo phần ca cổ, Dũng Nhí xin gửi đến ba câu vọng cổ Người Điên Yêu Trăng. Dạ, mời quý vị cùng nghe. Bao đêm rồi ta nhớ vầng trăng, sương khuya mờ rơi, cây tuôn ngàn lá, buồn ơi là buồn. Cười lên đi, cười nữa đi cho đất trời chuyển động, cười lên đi cho những giọt châu rơi rụng xuống dài gầy. Thầy ơi, có nhạc hay quá.
đình tiền lương đắt nhất thì mai. Sao bỗng nhiên ta thèm khát vị men cay, uống từng ngụm cho say. Đừng tin nữa, hãy rót đi em, hãy rót đi em, ta đang chờ em đó. Rượu cạn rồi ta nằm giữa thơ mơ. Đừng ai gọi đến tên ta thấy nhân dân tình, còn ta loạn cùng khóc cho mình số số kiếp qua tan thương. Xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều.